Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin hôm nay. Rất vui vì có thể đem đến cho quý vị thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi phần tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Ngụy Đại Huân, bạn trai tin đồn của sư mịch là ai? Trang công tử nhà giàu Ngụy Đại Huân có thể trong mắt khán giả sự nghiệp diễn xuất của anh còn làng nhàng nhưng đường tình duyên thì đúng là chẳng đùa vào đâu được. Ngụy Đại Hoan đang là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm từ khi giới truyền thông hoa ngữ tung ra thông tin anh chàng hẹn hò với Sương Mịch. Dù chưa lên tiếng xác nhận, nhưng dựa vào loạt ảnh bị bắt gặp đi khách sạn cùng nhau, Sương Mịch và Ngụy Đại Hoan có muốn trôi cái cũng chẳng được. Ở thời điểm này, câu hỏi về thân thế và sự nghiệp của Ngụy Đại Huân xuất hiện tràn lan, khán giả tò mò muốn biết nam diễn viên là ai, có sức hút thế nào mà khiến cho tiểu hòa đán Dương Mịch, một trong những nhân vật quyền lực, nổi tiếng nhất làng giải trí hoa ngữ hiện nay phải xài đắm. Ngụy Đại Hoan sinh năm 1989 nhỏ hôn cô bạn gái tin đồn xương Mịch đến 3 tuổi. Năm 2008, Ngụy Đại Hoan bén duyên diễn xuất khi được mời đóng vai phủ trong bộ phim Thanh Xuân Ngôn Tình, Nhật Ký, Sophie. Với ngoại hình cao ráo, bắt mắt, Ngụy Đại Hoan nhanh chóng được để mắt tới. Vai diễn này cũng chính là tiền đề để, để anh lấn sân vào showbiz. Năm 2010, Ngụy Đại Huân tham gia bộ phim Màu Ngàn Anh với vai diễn con trai của Màu Trạch Đông, Màu Ngàn Thanh. Vì đây là phim khai thác đề tài cách mạng nên được ưu ái chiếu tên CCTV1. Đến năm 2011, Ngụy Đại Huân cùng Lâm Hy Việt, Mẫn Xuân Hiểu, Trương Sâm đóng phim Cây Khổ Gặp Mùa Xuân. Ở dự án này, nam diễn viên hóa thân thành bác sĩ Lai Hoài Sa. Cùng thời gian đó, anh chàng cũng góp mặt trong dự án ớt chuông và kim chi, cách mạng tân hợi. Năm 2012, anh tham gia phim truyền hình Điệp Chiến Phục Nỗ do đạo diễn Trần Kiển thực hiện vào vai Lý Nam. Đây cũng là lần đầu tiên anh thử nghiệm với vai diễn phản diện ở phim truyền hình. Cùng năm, anh tham gia phim truyền hình Mao Ngưu Tuế Nguyệt của đạo diễn Lưu Nghị Nhiên và Đêm nay Thiên Sứ Sáng Trần của đạo diễn Dương Dương. Sự nghiệp diễn xuất của Ngụy Đại Hân bắt đầu khởi sắc khi sang đến năm 2013, anh chàng có cơ hội hợp tác với Nick Kuhn, Từ lỗ Tưởng Kinh Phu ở dự án Một và Một Nửa Mùa hè. Vai diễn chàng sinh viên năm ba thuộc khoa quản lý kinh tế của Ngụy Đoài Hân được đánh giá khá tốt. Có một điều đặc biệt ít ai biết, đó là vào tháng 5 năm 2014, Ngụy Đại Huân đã ký hợp đồng quản lý với công ty GYP, đơn vị tạo ra những tên tuổi đình đám như Wonder Girls, Miss A, Twice. Có sự trợ lực của công ty quản lý mạnh, Ngụy Đại Huân đóng tiền tục các bộ phim Xanh xanh nở hoa, hạnh phúc mãn đường, nắm chặt tay em, ngát thì phấn thanh. Tuy nhiên, đến năm 2017, khi hợp đồng quản lý với GYP hết hạn, Ngụy Đại Huân bèn tách khỏi đơn vị này để tự thành lập studio cho riêng mình. Trong làng giải trí hoa ngữ, Ngụy Đại Huân được xem như công tử ngầm thịa vàng chính hiệu bởi ngay từ khi còn mới chập chứng bước vào nghề, Ngụy Đại Huân đã được làm thực tập cho SM Entertainment, sau đó ký luôn hợp đồng quản lý với GYP. Dẫu sự nghiệp diễn xuất chưa có nhiều nốt thăng, nhưng Nguyễn Đại Huân vẫn sống khá thoải mái, dư dả. Lý do là vì nam diễn viên được gia đình trợ lực khá vững chắc. Bố của Nguyễn Đại Huân, ông Nguyễn Thiểu Lâm có trong tay 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc, từ Bắc Kinh, Thượng Hải cho đến Hải Nam, đầu đầu cũng có bóng dáng của công ty nhà Nguyễn Đại Huân. Nếu không làm diễn viên, không hết mình với nghệ thuật thì Nguyễn Đại Huân sẽ là người thừa kế. Cơ duyên yêu đương xương Mịch được cho là xuất phát từ chương trình Thoát khỏi mật thất. Tại Thoát khỏi mật thất, cả xương Mịch lẫn Ngụy Đại Huân đều là thành viên chính thức, có cơ hội hợp tác, làm việc và tiếp xúc thân mật với nhau. Tình cảm giữa Ngụy Đại Huân và xương Mịch cũng nảy sinh dần. Trước xương Mịch, Ngụy Đại Huân từng vướng tin đồn yêu đương hàm hương lý thấm. Mọi chuyện bắt đầu ồn ào khi vào năm 2016, Ngụy Đại Huân, Lý Thấm bắt cặp tham gia sau thực tế We Are In Love 2. Trong chương trình này, Ngụy Đại Hoan Lý Thấm bị bắt gặp là mang sải đôi có ký hiệu đặc biệt dành cho những người đang yêu. Tiếp đến, Ngụy Đại Huân còn bày tỏ rằng anh muốn hôn Lý Thấm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì chuyện với Lý Thấm đã trôi vào quên lãng, người con gái được nhắc đến nhiều nhất lúc này chẳng ai khác ngoài Sương Mịch. Trang công tử nhà giàu ngụy đại huân có thể trong mắt khán giả sự nghiệp diễn xuất của anh còn làng nhàng nhưng đường tình duyên thì đúng là chẳng đùa vào đâu được bởi chỉ trong thời gian ngắn mà toàn cặp kè cùng những mỹ nữ xinh đẹp nổi tiếng bậc nhất của làng giải trí hoa ngữ nếu không có cái xuyên trời phú thì khó lòng làm, làm được đẹp trai lắm tiền nhiều của xương mịch hay ly thấm gặp đã nhiều nhưng để chiếm được trái tim của các cô nàng phải thực sự có chiêu trò gì đấy khác lạ lắm